Thưa quý thính giả, ngày hôm nay tôi gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn giữa mẹ chồng nàng dâu như thế này. Trong đêm tân hôn, mẹ chồng đứng ngoài đập cửa, còn con dâu thì toát mồ hôi hột cởi quần ra cho chồng. Và chi tiết lý do của câu chuyện này ra sao? Sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Mẹ chồng tôi không chịu đi ngủ, bà cứ đứng ngoài cửa, lâu lâu ghé tai vào nghe. Lúc đầu tôi tưởng mẹ chồng yên giấc rồi, nên bảo chồng tắt đèn đi ngủ, tân hôn thì để mai tính. Nhưng tôi vừa mới tắt đèn thì mẹ chồng tôi nói vọng vào: "Mày nhớ làm cho cẩn thận nhé Hoàng." Bạn bè tôi ai cũng nhận được lời cầu hôn trong hoàn cảnh vô cùng lãng mạn. Người thì ở một nhà hàng sang trọng, người thì được đi du lịch cùng, người thì đến tận chỗ làm và luôn có hoa, có nhẫn. Còn tôi thì khác. Yêu nhau được 3 năm, bỗng một ngày đẹp trời nọ, anh ấy nắm lấy tay tôi, thảnh thốt bảo: "Em tính ra cũng đã 30 tuổi rồi nhỉ, lấy anh đi, để còn sinh con thôi." Tôi cú lắm, nhưng kể ra, ngoài anh ấy ra thì không có ai thật lòng với tôi đến vậy. Thế là tôi đã nhận lời. Sau này tôi mới biết, thì ra do mẹ anh ấy muốn có cháu, bà cứ về gây sức ép với anh, nên anh mới cầu hôn tôi để làm đám cưới. Biết được điều này, tôi dỗi anh mấy ngày liền. Nhưng lúc đó dỗi còn được tích sự gì đâu, vì tôi đã là mẹ bỉm sữa rồi. Nhưng có lẽ cả đời này tôi không quên được cái đêm tân hôn nhớ đời ấy. Sau lễ cưới rình rang, chúng tôi được bố mẹ chồng dục về nhà. Mẹ chồng tôi bảo: "Tiền bạc các thứ con đưa cho mẹ cất, mai rồi kiểm. Hôm nay ngày lành tháng tốt, mẹ đi xem bói rồi. Nếu hôm nay mà thụ thai là sinh được quý tử, đứa bé đấy sung sướng cả đời đấy." Tôi và chồng nhìn nhau tròn mắt ngạc nhiên. Tôi không nghĩ thầy bói còn biết được tương lai của một đứa bé thông qua giờ bố mẹ chúng tạo ra chúng. Nhưng mẹ chồng tôi thì tin sái cổ. Bà giục tôi đi tắm nhanh rồi đẩy tôi xuống giường, kéo chồng tôi lại rồi nói: "Mẹ không biết đâu đấy, hôm nay hai đứa lo mà tạo cháu trai cho mẹ." Chúng tôi ngồi trên giường nhìn nhau ngáp, chả là mấy hôm nay liên tục lo đám cưới, cả hai chúng tôi đều mệt lạ rồi. Với cả hai đứa láu táu tân hôn trước mấy tháng rồi, giờ chỉ có mong muốn duy nhất là nằm xuống chiếc giường tân hôn thơm nức này mà ngủ một giấc thôi. Thế mà đâu có được. Mẹ chồng tôi không chịu đi ngủ, bà cứ đứng ngoài cửa lâu lâu ghé tai vào nghe. Lúc đầu tôi tưởng mẹ chồng yên giấc rồi, nên bảo chồng tắt đèn đi ngủ, tân hôn thì để mai tính. Nhưng tôi vừa mới tắt đèn thì mẹ chồng tôi nói vọng vào: "Mày nhớ làm cho cẩn thận nhé Hoàng." Tôi cứ giật mình thon thót, nhưng làm sao chống lại được cơn buồn ngủ cơ chứ. Tôi nằm vật xuống giường, chồng tôi cũng thế. Nhưng lão ta có tật ngáy to, mới nằm xuống chưa được 5 phút đã ngáy váng trời. Lúc đó tôi cũng giật mình vì mẹ chồng tôi đứng ngoài đập cửa rầm rầm đòi vào kiểm tra. Theo phản xạ, tôi lôi chồng dậy lúi húi cởi quần cho chồng. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi đẩy cửa đi vào. Thì ra bà lấy chìa khóa riêng đi vào. Bà bảo phải kiểm tra tận mắt, không thì chúng tôi làm hư bột hư đường của bà thì chết. Khi mẹ chồng tôi vừa bước vào, thấy hai chúng tôi đang toát mồ hôi hột cởi đồ cho nhau thì hét lên: "Mẹ biết ngay mà, cái lũ phá đám này." Lúc đó chúng tôi phải lấy chăn quấn quanh người cho đỡ ngại. Chồng tôi cáu lắm, lão ta hét lên: "Mẹ làm cái gì trong phòng vợ chồng mới cưới con thế?" Nhưng sau khi nhìn mặt mẹ tôi, lão ta sợ quá đành xuống giọng: "Tụi con đang làm hiệp hai rồi mà." Tôi vừa buồn vừa tức cười. Đợi mẹ chồng đi ra, cả hai vợ chồng lại nằm vật xuống ngủ. Dĩ nhiên là chẳng có đứa bé nào được tạo ra hôm đó cả. Mẹ chồng tôi dỗi nguyên một tháng trời. Sau đó tôi có thai, sinh cho bà một thằng cháu đức tôn, kháu khỉnh thì bà mới chịu nguôi. Còn chồng tôi,
Sau cái vụ đó thì kêu luôn thợ khóa đến thay khóa phòng ngủ và giấu không cho mẹ chồng tôi giữ thêm chìa khóa phụ nào. Vâng, một câu chuyện cũng mang một tính cách hài hước giữa đêm tân hôn của mẹ chồng và nàng dâu. Và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét và chia sẻ. Tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Đến nhà chị gái chăm cháu, tôi khiếp sợ với hành động của anh rể. Tôi quê ngoại thành Hà Nội, vừa tốt nghiệp đại học, đang trong thời gian đợi bằng để đi xin việc. Gia đình tôi có hai chị em gái. Chị tôi hơn tôi 6 tuổi, đã kết hôn và có một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh trong thời gian còn đi học. Tôi hay qua nhà chơi với cháu nên thằng bé rất quấn tôi. Tuần vừa rồi, chị tôi có lịch phải đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh 5 ngày nên có nhờ tôi qua nhà đưa đón cơm nước cho cháu giúp, vì anh rể khá bận với dự án mới. Do đang rảnh lại thích chơi với cháu nên tôi đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì. Hai ngày đầu mọi việc diễn ra bình thường. Sáng tôi chuẩn bị đồ ăn, đưa cháu đi học, rồi về lên mạng tìm kiếm các công ty đang tuyển dụng nhân viên. Chiều đón cháu về, lo cơm nước và đợi anh rể về ăn cơm. Nhưng đến hôm thứ ba, anh rể nói đi gặp đối tác về muộn. Khi tôi vừa cho cháu ngủ, anh rể trở về trong tình trạng ngà ngà say. Anh lao vào ôm tôi, khiến tôi đứng hình mất vài giây. May mắn sau đó tôi cũng gỡ được tay anh rể ra và chạy về phòng. Khi đó, dù rất hoảng trước hành động bất ngờ của anh rể, nhưng nghĩ anh say, nhầm mình là chị gái nên tôi không để bụng chuyện đó. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng đó cũng là khởi đầu cho những hành động ghê tởm của anh rể trong ngày sau đó. Hôm ấy, anh ta kêu mệt nên xin nghỉ ở nhà và liên tục nhìn tôi với ánh mắt khiếm nhã. Thấy không thoải mái với anh rể, cộng với việc xảy ra tối hôm trước, nên tôi xin phép về phòng trọ. Thế nhưng, khi tôi ra gần đến cửa, thì bị bàn tay rắn chắc của anh ta túm lại. Anh ta ôm tôi, cưỡng hôn tôi, nói đã thích tôi từ lâu. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh ta lại tiếp tục nói chị gái tôi là con người của công việc, không quan tâm đến chồng con, nên hai vợ chồng không còn được mặn nồng như trước. Vì vậy khi thấy tôi chăm sóc hai bố con anh ta những ngày vừa qua, anh ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ánh mắt, lời nói và hành động của anh rể khi ấy khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi run rẩy nói anh ta buông tôi ra, nhưng càng bị anh ta siết chặt hơn. Anh ta nói chỉ cần tôi chiều anh ta sẽ nhờ các mối quan hệ của mình xin cho tôi một công việc tốt. Thậm chí còn rút tiền đưa cho tôi với lời hứa sau này sẽ cho tôi nhiều hơn thế. Càng nghe những lời anh ta nói, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Hình tượng về một người anh rể điềm đạm tài giỏi trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi lấy hết sức vùng ra khỏi vòng tay của anh ta, lao thẳng ra ngoài. Về đến phòng trọ, khi còn chưa hoảng hồn, tôi nhận được một tin nhắn từ anh rể với nội dung cảnh cáo tôi rằng phải biết giữ mồm, giữ miệng, không được nói cho chị gái biết những chuyện vừa diễn ra. Nếu không, chính tôi sẽ phá hoại gia đình của anh chị. Hiện tại, tôi đang rất khó nghĩ. Thực sự nếu tôi nói chuyện này ra, tôi sợ chị gái tôi sẽ không chịu được cú sốc tinh thần ấy. Và chính tôi sẽ đẩy chị gái và cháu mình vào cảnh chia ly như lời anh ta nói. Nhưng nếu không nói ra, tôi vừa ấm ức cho mình, vừa lo cho chị gái. Vì có một người chồng quá đáng sợ, liệu ngoài tôi ra, anh rể còn làm như vậy với bao nhiêu cô gái khác mà chị tôi không biết? Theo mọi người, tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này đây? Vâng, thưa quý vị, hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau. Và tôi cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét cũng như bình luận và chia sẻ. Trong thời gian gần đây, tôi cố gắng săn tìm, cập nhật những câu chuyện hay nhất có thể trong và ngoài nước, cũng như là trong gia đình, ngoài xã hội, đối với những câu chuyện nói đến tình cảm vợ chồng, rồi mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu,
vân vân và vân vân. Và những câu chuyện của tôi được mọi người đón nhận, tôi vô cùng cảm ơn. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.